Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình Đọc Truyện Online. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu với tất cả quý vị thể loại Đam Mỹ cùng truyện đọc Thế Bất Khả Đáng với chương 145 Bắt Đầu Tính Sổ. Hai mẹ con ngồi ở bàn ăn, mặt của Hà Diệu vẫn âm trầm. Ăn một miếng cá hố đi, mẹ Hà gắp vào trong chén của Hà Diệu. Hà Diệu rất nhanh gắp trở về trong chén của mẹ Hà, buồn bực nói không muốn ăn. Mẹ Hà đặt đũa xuống, ánh mắt sắc bén nhìn cậu ta. Chơi ta làm đồ ăn không ngon có đúng không? Hà Diệu không nhịn được nói một câu, không phải, ăn ở bên ngoài nhiều thay đổi khẩu vị rồi thấy tài nấu nướng của ta không còn tốt nữa. Thật không có mà. Hà Diệu hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đem đôi đũa đặt lại vào trong tay của mẹ Hà, giọng điệu này nỉ, mẹ ăn cơm đi. Mẹ Hà hôm nay hết lần này tới lần khác phải ép buộc Hà Diệu, lại bỏ đôi đũa xuống bắt đầu nói, Hà Diệu, mẹ hỏi con bao lớn rồi? Hà Diệu mặt lạnh nói, 25. Con còn biết con đã 25, con xem lại biểu hiện của con lúc này đi, có đúng hay không? Càng sống càng co rút bản thân lại. Hà Diệu vẻ mặt hồ đồ, không biết khẩu khí này của mẹ Hà từ đâu tới. Con làm sao chứ? Làm sao? Mẹ Hà hanh hanh, mẹ nhịn con rất lâu rồi, bình thường không nói cho con nghe là muốn giữ cho con chút mặt mũi, hôm nay mẹ sẽ hảo hảo mà nói ra. Lúc này cường lệnh ập tới, Hà Diệu bỏ đũa ngồi thẳng lưng. Mẹ Hà đem từng chuyện ra cổ trách. Con càng lớn thì hơi có chút chuyện không hài lòng là cứ cái mặt nặng mặt nhẹ với mẹ. Con muốn làm tổ tông của mẹ luôn à. Như cái chuyện lúc nãy chẳng hạn, trong lòng con nếu không thoải mái thì cứ thống thống khoái khoái nói ra, không phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Vẫn còn đem tự bản thân nhốt trong phòng, nài nỉ con đi ra ngoài đều không được. Đây là cái cách một thằng con trai trưởng thành sẽ làm sao? Một tuần lễ về nhà ăn cơm không được hai bữa, vẫn còn chọn ba chọn bốn, mẹ hậu hạ con không tốt nữa hả? Còn nói một chút, còn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hà Diệu không lời chống đỡ. Còn chuyện gì xảy ra nữa, đừng người ta luôn chiều riết trở thành thói quen như vậy chứ sao? Ăn cơm đi. Mẹ Hà quát một tiếng chói tai, cầm chén, ngẩng đầu lên, không được sệ mặt, bao lớn rồi mà còn bắt mẹ dùng quy củ. Hà Diệu điều chỉnh cơ mặt, ép buộc bản thân nuốt bữa cơm không hợp khẩu vị. Hai mẹ con đang yên lặng mà ăn cơm, chuông cửa đột nhiên vang lên. Mẹ đi tới mở cửa. Chào dì, con có làm mấy món ăn, vội ghé qua cho dì dùng thử. Nghe được tiếng nói của Diên Tung, Hạ Diệu không nói hai lời, nhấc chân đi về phòng ngủ. Mẹ Hạ cười mời Diên Tung vào nhà. Kết quả thấy Hà Diệu đang muốn lách người bỏ đi, rồi vội gọi cậu ta lại. Cô định đi đâu? Hà Diệu lạnh lùng trả lời. Con ăn no rồi. Mới ăn vài hớp đã no rồi. Bằng hữu con tới này, cậu ta vừa tặng một chút quà. Thấy Hà Diệu không nhúc nhích, vội vã giục một câu. Nhanh đi lấy cho bạn của con một bộ chén đũa, một chút ý tứ hiếu khách cũng không có nữa. Nói xong lại đem cái gương mặt quay về Viên Tung, cười ha hả nói, dì vừa giáo huấn nó một trận đó, đừng bận tâm. Diên Tùng ánh mắt căng thẳng, dì không động thủ chứ? Không có, con xem kìa. Mẹ Hạ vội vã đem món ăn thơm ngon ngào ngạt lên bàn, trong lòng không biết vì sao lại tự ngẫm nghĩ Diên Tùng sao cứ giống như ba của Hạ Diệu, cứ sợ mình ngược đãi nhi tử. Hạ Diệu bất đắc dĩ ngồi lại vào bàn ăn, cố ý tìm một vị trí cách xa Diên Tùng, chính là bởi vì không muốn hắn ta gấp đồ ăn cho mình. Kết quả Diên Tung duỗi cánh tay dài ra một cái, ngồi có xa cỡ nào cũng có thể vươn tới, thực sự không cần phải dùng lực. Món ăn mà Hạ Diệu thích lập tức được gấp vào trong chén của cậu ta. Hạ Diệu sợ bản thân không cưỡng lại được sự hấp dẫn của đồ ăn, mặt lạnh gấp trở lại. Kết quả một màn này lại bị ánh mắt sắc bén của mẹ Hạ phát hiện. Chẳng phải mẹ vừa giáo huấn con sao? Người khác gấp đồ ăn cho con dù không thích ăn cũng phải ăn, đây là phép lịch sự. Mẹ Hạ đang trong thời kỳ mãn kinh mà, trước mặt là có hậu bối đang ngồi, cho nên tính tình cực kỳ khó chịu, liên tục dạy dỗ Hạ Diệu giống như cậu ta còn rất nhỏ vậy. Hạ Diệu chỉ có thể kiên trì ăn, rõ ràng rất thích loại đồ ăn này nhưng lại giả vờ chán ghét, rất sợ Diên Tung chê cười. Kết quả bị mẹ Hạ trừng mắt, lại phải tỏ ra vui cười nhưng biểu lộ không quá mức. Ăn một bữa cơm so với đi chiến đấu chống giặc ngoài xâm còn mệt mỏi hơn. Gấp cho bạn của con một ít đồ ăn đi.
mẹ Hà nhắc nhở. Hà Diệu trong lòng một cổ thống hận. Anh tùy tiện để cho người khác hôn, còn bắt tôi gấp đồ ăn cho anh hả? Tôi thao. Mẹ Hà và Diên Tung vừa ăn vừa nói chuyện. Diên Tung thì bất động thanh sắc mà nhìn Hà Diệu ngồi kế bên. Diên Tung, em gái của con làm việc gì? Mẹ Hà nhìn không được hỏi thăm. Diên Tung vừa nói vừa dùng tay đặt lên đùi Hà Diệu ở bên dưới cái bàn. Dạ, nó làm nghề tự do, thỉnh thoảng ở công ty giúp một chút chuyện vặt, không có công việc gì cụ thể. À, là như vậy. Mẹ Hà cố tự lẩm bẩm. Nữ nhĩ nữ nhi này mà có công việc gì đó ổn định thì quả thật sẽ rất tốt đó. Bàn tay của Diên Tung ở dưới cái bàn mò đến giữa hai chân của Hà Diệu thưởng thức cái vòi. Con voi đang vươn lên của cậu ta, tay kia thì vẫn không hề lơ là những đĩa thức ăn. Khuôn mặt trầm ổn cùng mẹ Hạ nhiệt tình trò chuyện. Con định cuối năm cho nhà đầu đó du học nước ngoài, Diên Tung nói. Ở du học? Mẹ Hạ kinh ngạc, chợt nghe thấy bên dưới bàn ăn có tiếng đạp bạch bạch. Xoay ngược mặt ngước nhìn thì thấy Hạ Diệu đang hướng về Diên Tung, vặn mày trừng mắt biểu tình bất thiện. Hạ Diệu, con có phải là muốn mẹ đánh đòn một trận mới chịu giữ trật tự không? Hạ Diệu ôm hận thu chân lại không đạp nữa. Hạ mi mắt xuống tiếp tục cắm đầu ăn. Diên Tung không buông tha mà tiếp tục dùng tay tham quan đũng quần của Hạ Diệu. Hạ Diệu muốn đá dập trứng của hắn nhưng ngại mẹ Hạ nên chỉ có thể ngấm ngầm không phát tiết. Huống hồ Diên Tung lại mò ngay chỗ đó. Hạ Diệu rất nhanh lại có cảm giác tê rần, không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng sức ở trong lòng mà mắng chửi, trên mặt còn phải làm bộ như không có gì. Bữa cơm này Hạ Diệu chính là nuốt tức giận vào trong bụng. Lúc ăn cơm xong, mẹ hỏi Diên Tung, con đi bằng cái gì tới đây? Là đi tàu điện ngầm ạ. Diên Tung nói, bên kia có một đoạn đường đang thi công, đi xe tới thì phải vòng rất xa, con ngại phiền phức nên ngồi tàu điện ngầm tới. Mẹ Hạ khen Diên Tung, đúng đấy, đi đường vòng ít nhất phải tốn thêm 10 tệ tiền xăng, vì rất là thích đức tính tiết kiệm này của con. Mẹ Hạ chẳng qua là không hay biết trong túi áo của hắn ta có cái bật lửa giác vàng, cái mà con trai của bà ta chỉ vừa nói thích hắn liền bỏ ra mấy vạn tệ để mua về. Hiện tại mấy giờ rồi? Mẹ Hạ nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ rồi, con thấy đó, ngồi trò chuyện mới có tí đã quên mất nhìn đồng hồ, trễ như thế này tàu điện đã sớm ngưng hoạt động rồi. Con có thể đón taxi về nhà mà ạ, Viên Tùng nói. Mẹ Hạ ôn nhu, sao lại lãng phí tiền như vậy, ở lại ngủ chung với Hạ Diệu đi, cũng đâu phải lần đầu tiên con qua đêm ở đây đúng không? Hạ Diệu biết Diên Tung là cố ý, mặt xanh tím, quay về phòng ngủ. Diên Tung bám theo mà đi vào. Cửa phòng vừa đóng, Hạ Diệu lồng ngực tích trữ hỏa diễm bỗng âm âm bạo phát, vừa mở miệng đã có mùi thuốc súng nồng nặc. Cút đi! Diên Tung không những không cút mà còn tiếp tục dán bàn tay vào đũng quần của Hạ Diệu. Cái này đều đã ngẩng đầu vậy rồi, còn bảo tôi cút đi hả? Cái vòi của Hạ Diệu bị Viên Tung liên tục xoa nắng vuốt ve đến giờ vẫn cứng ngắc. Kết quả, câu nói chọc ghẹo này của Diên Tung không những không làm cho không khí bình thường lại mà còn khiến cho Hạ Diệu ngượng quá thành giận. Một quyền đập vào vai của Viên Tung, miệng ngoan giận. Anh bớt tới đây giả bộ đi, Diên Tung, tôi cho anh biết á, ngày ta kết thúc. Diên Tung ngực một trận chấn động kịch liệt, ánh mắt sắc bén đóng vào trên mặt Hạ Diệu. Còn nói cái gì? Hạ Diệu bàn tay to, khí phách dung lên. Hai chữ thôi, chia tay. Lòng của Diên Tung tự nhiên bị người ta cắt mất một miếng thịt. Biết rằng cậu ta chỉ là giận dỗi nói lẫy, nhưng trong lòng không thể không đau. Phải biết rằng Diên Tung vì cái chữ yêu mà đã trải qua bao nhiêu gian khổ, tới tận cái tuổi này mới có được, làm sao có thể dễ dàng mà nói ra hai chữ chia tay. Cậu lặp lại lần nữa. Diên Tung đột nhiên siết cổ áo Hạ Diệu, áp chặt cậu ta vào góc tường. Hạ Diệu nhìn thấy ánh mắt này của Diên Tung, lúc này không thể chịu được. Kỳ thực đã muốn chùn bước, lúc đầu chuyện cũng không có gì to tát, chính là vì trong lòng uất nghẹn nên mới ngang ngược mà nói ra câu nói đó thôi. Diên Tung cúi đầu xuống, rống một tiếng, cậu lặp lại lần nữa. Hạ Diệu hé mở mí mắt, ánh mắt yêu hận của cả hai nhìn nhau như những ngọn lửa va chạm kịch liệt. Cậu ta một câu cũng không thể mở lời nữa, một giây sau liền bị Diên Tung kéo đè lên giường, bị bóp siết yết hầu. Cậu bây giờ mà còn dám nói với tôi những lời này, tôi trực tiếp đem đầu của cậu dặn rớt xuống đất, cậu có tin hay không? Hạ Diệu thở hổn hển mấy nhịp, bộ dạng muốn chống cự, hung hăng hướng về đũng quần của Diên Tung đạp một cái. Anh để cho hắn hôn anh, tại sao tôi không thể nói những lời này? Diên Tung thần sắc động lại. Trong phút chốc, ngọn hỏa diễm trong lòng của Hạ Diệu lại một lần nữa bùng cháy, lật người lại như con cá dễ dùng, liều mạng mà dùng cánh tay đang bị thương xông tới đánh Diên Tung, bộ dạng như muốn sống muốn chết mà chiến đấu với hắn.
Duy Tung nỗ lực trấn áp Hạ Diệu, nói: tôi có cam tâm tình nguyện đâu. Bớt giả vờ đi. Không cam tâm tình nguyện mà anh lại cười mỹ mãn như vậy sao? Anh phản ứng với hắn như vậy chẳng khác nào kêu hắn hôn anh. Được, việc này là tôi sai. Diên Tung gật đầu cam chịu, là do tôi không đề phòng. Hạ Diệu tiếp tục giận dỗi: anh cũng thừa biết hắn đối với anh có tâm tư gì đúng không? Hắn đối với tôi tâm tư gì? Diên Tung hỏi. Hạ Diệu nói: hắn gọi điện thoại trực tiếp nói với tôi hắn thích anh, nói anh sớm muộn gì cũng sẽ về thượng hắn. Cú điện thoại đó không phải của hắn. Diên Tung trầm giọng dỗ dành: đó là do Dương Chị Thủy trộm điện thoại di động của hắn định ý giả mạo. Không tin cậu bây giờ gọi cho hắn đi, số điện thoại này còn có thể liên lạc được sao? Hạ Diệu bán tính bán nghi cầm điện thoại di động lên, quả nhiên nằm ngoài vùng phủ sóng mà. Và mặc dù như vậy cũng không giải thích mối hận trong lòng. Không có lửa thì sao có khói? Dương Chị Thủy lại tại sao lại trộm điện thoại di động của hắn? Thế nào lại gọi cho mình cứu điện thoại đó? Dương Chị Thủy cùng Điền Nghiêm Kỳ chỉ gặp nhau có một lần thôi, tại sao lại xảy ra sự tình này? Hạ Diệu hiếp mắt suy nghĩ, không biết nhớ tới cái gì nữa, lại đột nhiên đổ ập xuống một trận nổ xích. Dương Trì Thủy, tại sao lại chạy đến công ty của anh? Hai người câu đáp nhau có đúng không? Chúng ta vừa nghe qua hết chương 145 của truyện đọc Thế Bất Khả Đáng từ tác giả Sài Cây Đảng. Và đến đây, cho phép anh Khoa sẽ được nói lời tạm biệt, cũng như hẹn gặp lại tất cả các khán thính giả các chương tiếp theo trong những lần đọc sau.